Em xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác cái dòng loa này thì để các bác chuyên làm loa trợ lời nhé. Đấy. Con này thì ví dụ như là bác nào mà đang có những dòng loa mà đang thiếu trung âm này, thiếu phần lời này thì tham khảo cho em con này nhé. Chốt cho em con này. Nhìn vào đây thì các bác sẽ thấy ngay tưởng đây sẽ là tép và đây là bát đúng không ạ? Nhưng thực chất thì đây sẽ là một con trung. Đó nhé, đây sẽ là một vai trò của nó là một con trung. Đấy, chứ không phải là con bát. Bởi vì là con này nó thuộc hệ thống dàn loa 5.1 của một cái bộ dàn 5.1 rất là to. Đấy. Nó sẽ bao gồm loa cây và loa center to lắm, to và dài, và đây sẽ là con loa 5.1. Thì con này được thiết kế ra là để làm gì? Là để chuyên về giải lời và giải trung các bác nhá. Nó chuyên giải lời và giải trung. Đấy, thế nên tại sao mình có nói đây là một con trung chứ không phải là một con bát. Nhìn vào đây thì các bác sẽ hình dung đây sẽ là một con bát và đây là con tép đúng không ạ? Nhưng thực chất thì nó là con tép và đây là con trung chứ không phải là con bát. Đấy. Thế nên là dùng những cái con này để mà các bác làm loa trợ lời nhá. Cực kỳ hay. Các bác làm loa để trợ cho phần tép hoặc trợ cho phần gì ạ? Trung. Cực kỳ mê luôn. Các bác nhìn giùm em con tép này, nó rất là to luôn, nó cực kỳ to. Đấy. Tép của nó là dòng gì ạ? Dòng Chepdom các bác nhá. Tép của nó là dòng Chepdom. Hàng thì nguyên bản cho các bác nhá, 100% nguyên zin, nguyên bản cho các bác. Đấy, thế nên là các bác yên tâm. Công suất của loa đạt 200W, trở kháng 60W. À, em xin lỗi. Chiều rồi nó đói các bạn ạ. Nhìn nó hát cả mắt. Tức là công suất maximum của nó cực đại đấy. Tức là giới hạn chịu đựng của nó là 200W. Còn nhỏ nhất của nó là 60W. Đấy, tức là nó sẽ dao động từ 60 đến 200W cho con này. Trở kháng của nó là 6 ohm các bác nhá. Cầu loa thì nó là cầu bắp chuối trục đồng. Đấy, bắp chuối trục đồng. Các bác có thể nhấc được cả cái này ra nhá. Đây. Các bác xoáy cái này vào cho các bác nhấc được cả cái này ra để các bác cắm cái đầu bắp chuối vào. Được chưa ạ? Trở kháng 6 ohm thì rất là dễ phối. Những con loa nào mà các bác muốn phối, muốn ghép cho một cái thiết bị âm thanh nào đó, ví dụ mình ghép thêm ấy, mà ví dụ như là nó 3 ohm, 5 ohm hoặc 4 ohm thì rất dễ, rất là khó phối. Nhưng mà riêng cái dòng mà 6 ohm đổ lên ấy, thì lại rất là dễ phối. Bởi vì khi mình ghép thì mình sẽ tính là gì? Hai con cộng trung bình chia đôi. Đấy. Nó sẽ là cái mà rất hợp lý cho con này. Và ở đây thì nó được thiết kế theo có cả hai cái tai treo. Bác nào thích treo thì treo, còn không thì mình để kê dưới cũng được. Đấy. Hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Hàng bãi thì nói chung là có như thế nào thì em quay đúng như vậy, chứ nhà em là không có mông má đâu nhá. Đấy, không có mông má, không có sửa chữa. Tất cả hàng bãi về có thế nào bán đúng nguyên bản nghiêm chỉnh như vậy. Thế nên là các bác mua hàng là cứ yên tâm. Đấy, không là sợ nhà em bán vớ va vẩn hay là nó thứ, còn cần em mời các bác qua trực tiếp cửa hàng để mình xem, mình nghe, mình test. Con này thì mấy hôm trước em cũng có bán một cặp rồi. Đấy, có bác khách bác qua trực tiếp cửa hàng lấy. Đấy, còn cặp này thì bác nào mà chốt lốt thì alo cho em. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Hàng cực kỳ hay luôn các bạn. Nó trợ lời sướng lắm. Các bác nghe con tép của nó sáng dã man luôn. Đấy, bác nào mà nghe muốn nghe tiếng ca sĩ này, tiếng đàn rồi tiếng nhạc cụ mà nó chi tiết, đấy, rõ ràng thì cứ alo cho em chốt ngay con này. Em đảm bảo các bác chắc chắn các bác sẽ có một cái phần trung âm, phần tép cực kỳ hay. Con này thì nó về có cả ê căng cho các bác nhá. Đấy. Căng là đầy đủ hai chiếc cho các bác nhá. Căng là đầy đủ. Được chưa ạ? Rồi, đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo cho em. Con này thì em báo giá luôn nhá. Đấy, bác nào chốt con này thì em để các bác giá là 1.4 triệu các bác nhá. Giá là 1.4 triệu. Đấy, bác nào chốt thì alo luôn cho em để em gửi hàng luôn cho. Hàng thì bác nào chốt thì em sẽ có video clip là test bàn giao lại, đảm bảo cho các bác ba test lên ok. À, chung và test lên ok, được chưa ạ? Đấy, con này thì nhiều bác sẽ hình dung sẽ gọi đây là bát nhưng thực chất thì nó là chung các bác nhá. Đấy. Bởi vì nó là con này thuộc dòng hệ thống loa 5.1 mà, thế nên là cái giải tép và cái con trung của nó lên tiếng sắc cực kỳ luôn các bạn, nó bén lắm. Các bác cho phát là các bác cảm nhận được ngay là cái phần trung âm, phần tép nó khác biệt hoàn toàn so với cả những cái dòng loa khác. Các bác nhiều khi mà nhiều bác nhá, có khi cho tiếng bát vào nó cũng không lên được. Mà nghe tiếng bát không bao giờ ok luôn, nhưng mà các bác cho nhạc trung, nhạc tép vào em đảm bảo các bác mê cực kỳ. Đấy, bởi vì nó là hệ thống loa thuộc dòng 5.1 loa trợ lời mà. Nó là 5.1 để chuyên trợ lời. Đấy, trợ tiếng. Thế nên là
Các bác cứ dùng con này để làm loa trợ lời cho em, tiếng mê cực kỳ luôn, giải chung giải tép lên rất rõ luôn và chi tiết. Đấy. Đấy thì bác làm một chốt con này thì alo em nhá. Giá em để con này là 1,4 triệu. Bình thường em đang bán của nó hơn tầm khoảng là 1,9 triệu, 2,1 triệu ấy. Nhưng mà đợt này hàng hóa các bác biết rồi, em cũng báo rất là rõ là đợt này là hàng em nhập nó được giá nó được rẻ hơn rất là nhiều ấy. Thế nên là mọi thứ là em sẽ bán giá nó hợp lý để các bác có cái cách, có cái cơ hội để trải nghiệm những cái dòng loa bã như này. Cực hay các bác, tiếng mề lắm, nguyên zin nhá các bác nhá. Mang gân rồi tép các thứ, củ từ của chiếc nguyên zin luôn, các bác yên tâm thoải mái không mà sợ. Rồi em xin chào.